Tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm scan dùng điện thoại để biến thành một máy scan chuyên nghiệp. Như vậy thì các bạn sẽ dùng cái phần mềm là tí này scan này. Rồi giờ chúng ta sẽ cài nó ở đâu? Các bạn vào trong cái CH Play, các bạn search cho tôi là tí này scan này chưa? Search theo cái khi mà các bạn search ra thì nó ra rất là nhiều cái máy scan các bạn. Chúng ta có thể là sử dụng cái máy này, cái scan này nè, được chưa? Rồi nó có một cái bản Pro nữa, Pro thì nó có 122.000 đồng, nhưng mà tôi đang xài bản Phi thấy cũng ổn. Rồi các bạn cài đặt thì bấm cài đặt cũng như các cái phần mềm khác thôi. Bây giờ chúng ta sẽ mở vào để sử dụng nó sẽ như thế nào. Như vậy thì khi mà các bạn sử dụng scan thì nó có hai dạng. Một là các bạn sử dụng cái file ảnh đã chụp trước đó. File ảnh đã chụp trước đó. Tôi ví dụ lấy một cái file ảnh. Đây, ví dụ file này. Như vậy thì nó sẽ cho mình căn chỉnh theo kích thước của A4 nè, kích thước của A4 mình có thể đổi kích thước ha, đổi kích thước của cái trang giấy của mình. Rồi mình cho kích thước là A4, như vậy thì mình có thể là chỉnh cái này, chỉnh lề trên lề dưới các bạn. Đấy, mình chỉnh rồi, ok. Khi mình chỉnh xong thì nó sẽ tự động nó căng lề nha. Rồi ok, đấy, nó tự động nó fit cái hình của mình thành cái dạng là A4. Như vậy thì cái file ảnh của bạn có thể là điều chỉnh cái độ đậm nhạt này, đậm nhạt của cái nét vẽ này, đậm nhạt của nét vẽ thì các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Rồi các bạn có thể điều chỉnh giống như là cái file ảnh của mình nó là file ảnh màu hay là ảnh trắng đen, mình có thể điều chỉnh này dạng ảnh màu này. Khi mà mình chọn cái dạng như thế này thì cái hình của chúng ta nó sẽ không bị vỡ. Đây, cái hình cái chỗ này nó không bị vỡ này. Được chưa nào? Còn nếu như mà chúng ta chọn cái dạng test thì nó sẽ quét theo cái dạng test và nó sẽ bị vỡ ngay. Đây, rồi ok. Chúng ta sẽ đi qua một cái dạng nữa. Một cái thông tin nữa là chúng ta sẽ lưu cái tên file. Ví dụ như là test. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm một cái file mới bằng cách là tôi dùng một cái hình ảnh. Ví dụ là cái hình tôi sẽ cái kích thước của giấy luôn, mình chọn ok hoặc là mình điều chỉnh lại chỗ này tí xíu. Rồi thì trang giấy của mình sau khi scan thì các bạn sẽ có một là để dạng trắng đen, hai là bạn chọn nó là dạng màu đó, bạn có thể điều chỉnh cái màu cho cái file của mình. Thấy ở chỗ nào là hợp lý nhất thì các bạn giữ lại. Nếu như mà cái file của bạn cần là màu thì các bạn để kèm màu, còn không thì các bạn nên để kèm trắng đen để khi mà chúng ta in ra đó thì cái chất lượng nó rất là tốt các bạn. Nó quét cái này này nè, cái này này của chúng ta rất là tốt khi mà mình in ra mình không có cảm giác là chụp hình in ra. Nếu mà các bạn chụp hình in bình thường thì cái này này mặc dù nó là nền trắng nhưng mình in ra nó đen lắm. Sử dụng cái máy scan này thì các bạn sẽ in ra nó rất là tuyệt vời. Rồi sau khi mà mình chụp xong, nó đã lưu ở đâu? Đây, nó đã lưu ở cái file này nè, test tỷ lệ scan.
vô lại, mình có thể chỉnh sửa được, mình thêm một cái ảnh mới, bây giờ sau khi chúng ta có file rồi, các bạn sẽ chuyển cái này sang một cái dạng khác là PDF hay là JPEG, rồi chúng ta chia sẻ ra. Ví dụ như là các bạn sẽ chia sẻ qua bên Zalo đi đó, rồi bạn sẽ lấy một cái máy tính khác để mà bạn nói chuyện, chia sẻ cho một người khác và trên cái truyền file của tôi. Vậy thì trên máy tính các bạn có thể là sử dụng cái file này nè, nó gửi nè. Đây các bạn thấy cái file PDF không? Như vậy là mình đã sử dụng cái file này để mình in ra, thì các bạn thấy là chất lượng mà lúc mình in ra rất là tuyệt vời. Đó, về ảnh của mình kèm. Như vậy các bạn đi đâu đấy, các bạn có tài liệu mà các bạn cần phải lưu trữ nhanh để mà sau này các bạn có thể in và sử dụng. Các bạn nên sử dụng cái phần mềm InScan để mà sử dụng quản lý và lưu trữ. Cái này thì nó cũng đã tự động nó lưu trữ về cho cái tài khoản của mình. Bây giờ các bạn có thể là chọn setting, bạn dùng cái email để mà nó tự động nó lưu trữ cái dữ liệu của bạn về, được chưa nào? Như vậy thì hy vọng là các bạn sẽ có được một cái ứng dụng hữu ích cho cái công việc của các bạn. Chúc các bạn thành công.